Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, An Giang tiếp tục xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ngay từ đầu năm, tỉnh An Giang đã phân bổ 100% kế hoạch vốn được Trung ương giao. Đến hết quý 1 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công 1.458 tỷ đồng, đạt 18,06% kế hoạch. Đối với các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ước giải ngân đến hết quý 1 đạt 53,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 15%. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 30,8 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 21,5 tỷ đồng và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 1,3 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực thi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua An Giang, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu thi công chậm trễ, thiếu trách nhiệm, tổ chức khánh thành cầu Châu Đốc cuối tháng 4 năm 2024, triển khai nhanh tuyến tránh thành phố Long Xuyên đúng kế hoạch đề ra, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới trong năm 2024, tập trung giải ngân số vốn kế hoạch bố trí năm 2024 đối với các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh việc bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất để triển khai các dự án trọng điểm, các dự án xây dựng khu cụm công nghiệp, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Những tháng đầu năm 2024, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang luôn ổn định. Lượng hàng hóa được các doanh nghiệp chuẩn bị dồi dào, chủng loại phong phú, chất lượng đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Sức mua các loại hàng hóa tăng mạnh dịp trước Tết Nguyên đán, tập trung vào nhóm hàng lương thực thực phẩm. Tình hình thị trường hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, ở một số khu vực sức mua tại các chợ trung tâm thương mại giảm so với cùng kỳ, cho thấy người tiêu dùng hạn chế chi tiêu và tiết kiệm hơn. Quý 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 28.000 tỷ đồng, tăng 14,85% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 20.300 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục tổ chức các hoạt động kích cầu thương mại, du lịch, giới thiệu hàng hóa tỉnh An Giang đến mọi miền Tổ quốc, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng website, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tổ chức các chuyến hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, quán ăn, nhà hàng. Thưa quý vị, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 26 ngày 26 tháng 3 năm 2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế đã triển khai sớm đến các cơ quan thuế các cấp. Tại An Giang, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt, yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định. Để triển khai có hiệu quả, Cục Thuế tỉnh An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ thường trực triển khai tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương trong việc rà soát, nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ban hành thông báo và các văn bản chỉ đạo cho Cục Thuế thành phố khu vực thực hiện triển khai các giải pháp quản lý trên địa bàn. Thời gian đầu, bên cạnh các doanh nghiệp chủ động tích cực triển khai và ứng dụng rộng rãi trong toàn hệ thống, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa triển khai hoặc có tư tưởng ngang ngóng xem việc triển khai của các doanh nghiệp khác như thế nào hay chờ động thái của các cơ quan nhà nước ra sao. Qua cái thời gian mà rà soát thống kê thì các cái doanh nghiệp này chậm thực hiện cũng viện dẫn rất là nhiều lý do. Cụ thể như là cái chi phí lắp đặt đầu tư cho các cái thiết bị cao, rồi cái
chi phí phát hành hóa đơn từng lần bán hàng lớn, rồi phát sinh thêm cái chi phí nhân công, cũng như có những cái tư tưởng là trông chờ các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có thực hiện những cái giải pháp như thế nào, cũng như là trông chờ xem các cái cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện các cái giải pháp mà quy định về cái xuất hóa đơn từng lần như thế nào. Để hỗ trợ doanh nghiệp, song song với việc tuyên truyền, Cục Thuế cũng đưa ra những giải pháp để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có thể lựa chọn phù hợp với điều kiện cũng như khả năng phục vụ khách hàng của doanh nghiệp, đảm bảo việc tiếp nhận kết nối thông tin hóa đơn điện tử của cơ quan thuế được thông suốt thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Các cái giải pháp mà thực hiện việc phát hành hóa đơn từ là bán hàng của các doanh nghiệp thì tập trung là triển khai nhiều cái giải pháp, thì trong đó là hiện tại đang áp dụng 4 cái giải pháp. Thì cái giải pháp thứ nhất đó là cái việc lập hóa đơn trên cái cơ sở là kết nối dữ liệu thông tin giữa cái cột bơm xăng dầu với cái máy tính tại cái cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng. Cái giải pháp thứ hai là sử dụng cái thiết bị máy tính tiền. Cái giải pháp thứ ba là sử dụng cái thiết bị máy bot. Và cái giải pháp thứ tư là sử dụng các cái app điện thoại để phục vụ cho cái vấn đề là lập hóa đơn từ là bán hàng đối với cái lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2024, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 28 trên NQCB, trong đó nêu rõ, đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử sẽ bị xem xét xử lý, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm ngày 22 tháng 3 năm 2024, 100% doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đã triển khai lắp đặt thiết bị phần mềm tự động truyền dữ liệu từ cột bơm đến máy tính để phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng. Trong đó, có 99 trên 486 cửa hàng xăng dầu đã triển khai lắp đặt thiết bị xuất hóa đơn điện tử qua từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với các cơ quan thuế. Còn lại 387 cửa hàng áp dụng các giải pháp như máy tính tiền, máy POS cầm tay, app di động. Thì tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã triển khai cái giải pháp này là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 trên toàn hệ thống tập đoàn là 2.700 cửa hàng xăng dầu. Trong đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu An Giang là có 50 cửa hàng xăng dầu go live đồng thời với tập đoàn xăng dầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thì cũng chấp hành theo cái nghị định 123 trong hệ thống Petrolimex cũng được tập đoàn có hỗ trợ tư vấn cái giải pháp xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng trên hệ thống nhượng quyền thương mại của Petrolimex An Giang. Tổng số là khoảng 33 doanh nghiệp. Thì với cái giải pháp quyết liệt triển khai từ Cục Thuế bằng nhiều cái giải pháp gồm là xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng gắn với cột bơm, rồi là xuất hóa đơn theo từng lần qua bot, xuất hóa đơn theo từng lần qua máy tính tiền và cái app của nhà cung cấp dịch vụ. Thì đến thời điểm 31 tháng 3 thì toàn cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành là gần như 100%. Mỹ Hòa có 14 chi nhánh trực thuộc và 43 cái giò bơm. Thì hiện nay theo yêu cầu của cơ quan thuế và chính phủ thì đã thực hiện đáp ứng 100% máy bot để xuất hóa đơn từ lần bán hàng. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, An Giang là một trong 29 cục thuế triển khai phát hành hóa đơn điện tử trong từng lần bán hàng trong kinh doanh xăng dầu đúng thời gian quy định. Thời gian tới, Cục Thuế sẽ chủ động phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng thực tế tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý thuế, ngăn ngừa các hành vi gian lận trốn thuế, chống thất thu thuế.